Công an thành phố Hải Phòng ngày 2 tháng 11 thông tin về vụ phát hiện nhiều người dương tính với ma túy tại cơ sở cai nghiện ở huyện Tiên Lãng. Cụ thể, ngày 1 tháng 11 tại cơ sở điều trị Mathedon, huyện Tiên Lãng, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng kết hợp Công an huyện Tiên Lãng, tổ chức kiểm tra đã phát hiện trong số 32 đối tượng đang điều trị có 15 người dương tính với chất ma túy. Cơ quan điều tra đã bàn giao số đối tượng trên cho công an địa phương để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh sinh năm 1986, cựu cán bộ kho quỹ ngân hàng thương mại cổ phần T về tội tham ô tài sản. Theo tài liệu truy tố, ngân hàng T thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng. Riêng với vàng, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý, đó là vàng giữ hộ do ngân hàng T nhận giữ hộ vàng SJC Doji có thu phí, bao gồm giữ hộ nguyên series khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số đã gửi và không series. Loại 2 là vàng giao dịch mua bán tức vàng SJC được ngân hàng T lưu giữ sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng, cả hai loại được ban quản lý kho kiểm kê hàng ngày. Loại thứ ba là vàng cầm cố. Khi ngân hàng có khách hàng vay tiền và sử dụng tài sản đảm bảo là vàng miếng SCC, sau khi nhận cầm cố, vàng được niêm phong theo quy định của ngân hàng T và bảo quản trong kho tiền. Riêng loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm. Năm 2017, Nguyễn Văn Linh là thủ quỹ và nhận thấy sơ hở về quản lý đối với vàng cầm cố trong kho, bị can liền nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két vàng mua bán, giữ hộ rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt nhằm qua mặt việc kiểm kê hàng ngày. Từ thông tin sổ sách, Linh xác định có khách hàng tên Trần Văn C thế chấp 246 lượng vàng SCC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho. Linh lên kế hoạch chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC trong kết vàng mua bán và thay thế bằng lượng vàng ông C thế chấp. Ngày 5 tháng 7 năm 2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong kết chứa vàng mua bán giữ hộ cho vào túi ni lông cất trong một thùng tôn. Sáng hôm sau trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang chiếc thùng tôn để ở kho đệm là không gian phía ngoài kho tiền. Bị can cũng liên hệ tới số điện thoại của bà ca từ công ty vàng bạc GB hẹn bán số vàng lấy được giao dịch tại một ngân hàng trên phố Thợ Nhuộm. Bán xong số vàng rút ruột, bị can thu về hơn 8,8 tỷ đồng và gửi toàn bộ vào tài khoản chứng khoán của mình. Đến cuối ngày làm việc ngày 6 tháng 7 năm 2017, trong quá trình kiểm kê cùng ban quản lý kho, Linh đặt túi vàng có chứa 246 lượng vàng SJC của khách hàng C vào kết vàng mua bán giữ hộ để thay thế vào số vàng đã lấy. Ngày 22 tháng 3 năm 2019, ông C tất toán khoản vay và nhận lại đủ 246 lượng vàng SJC từ ngân hàng T nhằm tiếp tục tránh sự phát hiện việc thụt kết Linh cắt Niêm Phong bao đựng vàng của công ty Doji trong kho tiền, lấy ra 246 lượng vàng SCC rồi để vào két sắt chứa vàng mua bán. Đến tháng 1 năm 2021, khách hàng tên H thế chấp 561 lượng vàng và ngân hàng giao linh quản lý bị can nhận thấy dùng số vàng này bù vào 246 lượng vàng SCC đã chiếm đoạt sẽ an toàn hơn sử dụng lượng vàng của công ty Doji trong kho nên quyết định thay thế. Để che giấu hành vi phạm tội, trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoàn trả 246 lượng vàng SJC vào két chứa vàng mua bán. Quá trình kiểm tra kiểm kê, bị can là người chủ động thực hiện kiểm kê vàng, đọc số liệu cho các thành viên trong đoàn kiểm kê ghi chép, đối chiếu sổ sách, nên trong thời gian dài, ngân hàng T không phát hiện sự thiếu hụt. Ngoài hành vi trên, Nguyễn Văn Linh còn khai bị can được nữ kế toán trưởng ngân hàng T nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng cá nhân và để trong kho tiền của ngân hàng. Ngày 16 tháng 9 năm 2023, Linh mới trả lại người này 40 tỷ đồng. Khoản 30 tỷ đồng còn lại và số tiền thu được từ việc bán 246 lượng vàng SJC bị can dùng để mua tiền ảo đô la Mỹ nhằm đầu tư ngoại hối Forex mua sổ số, số và hiện đã thu lỗ không thể hoàn trả. Ngày 1 tháng 11, cơ quan điều tra công an quận Hà Đông Hà Nội đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra vụ án xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông nhằm chiếm đoạt dữ liệu cá nhân. Khoảng 22 giờ ngày 30 tháng 10, công an quận Hà Đông nhận được tin của tổ công tác liên ngành Cục nghiệp vụ Bộ Công an, phòng chức năng công an thành phố Hà Nội và Cục tần số vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hiện tại khu vực ngã tư Văn Phú, quận Hà Đông có một xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova màu bạc biển kiểm soát 30A 60748 nghi vấn sử dụng thiết bị trạm BTS giả dạ, phát sóng gửi tin nhắn đến các thiết bị di động của người dân, đồng chí trưởng công an quận đã lập tức chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra xác định đối tượng liên quan là Trần Văn Út sinh năm 1990, trú tại xã Trường Thịnh Ứng Hòa Hà Nội có một tiền án về tội đánh bạc, cơ quan chức năng thu giữ vật chứng là xe ô tô Toyota Innova, thiết bị trạm BTS giả gồm một thiết bị màu đen có kích thước khoảng 45 x 45 x 18 cm, thiết bị phát tán tin nhắn, một máy tính sách tay, một khối nguồn kích thước khoảng 40 x 45 x 35 cm, một điện thoại nhãn hiệu Samsung. Tài liệu đấu tranh cho thấy, năm 2022, Trần Văn Út theo đường Tiểu Ngạch sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, làm công nhân gia công đồ điện tử. Tại đây anh ta quen một người phụ nữ Việt Nam hiện chưa xác định được nhân thân có chồng là người bản địa, làm việc tại Trung Quốc được khoảng 2 tháng thì út về nước. Giữa tháng 10 năm 2024, Út nhận được tin nhắn qua ứng dụng Telegram của một người tự xưng là người Trung Quốc muốn thuê Út với mức lương 50 triệu đồng một tháng. Công việc là mang theo thiết bị chèn được sóng của nhà mạng viễn thông rồi phát tin nhắn quảng cáo SMS đến nhiều số điện thoại di động không phải trả phí cho các nhà mạng. Nghe bùi tai, Út đồng ý. Ngày 20 tháng 10, Út hẹn người đàn ông này gặp tại khu vực phường Phú Lãm, quận Hà Đông và được bàn giao thiết bị chạm BTS giả gồm một cục thiết bị phát tán sóng màu đen, một máy tính sách tay, một khối nguồn, một hộp thiết bị anten và 30 triệu đồng. Sau đó út đi thuê xe ô tô Toyota Innova để làm phương tiện di chuyển cũng như thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Người đàn ông Trung Quốc cùng Út lắp đặt thiết bị vào xe ô tô và hướng dẫn Út vận hành thiết bị đi vào các khu vực đông dân cư trong nội thành Hà Nội để phát tán tin nhắn đến các thuê bao di động mạng Viettel và MobiFone trong phạm vi phủ sóng của thiết bị với nội dung hệ thống phát hiện tài khoản của bạn bất thường và sẽ khóa tài khoản trong 12 giờ nữa, vui lòng đăng nhập và liên kết số điện thoại http gạch chéo gạch chéo telegram.com.kz <panels> bằng tên brand name telegram sau khi đã thành thạo tự vận hành thiết bị Trần Văn Út lái xe một mình chở theo thiết bị đi quanh khu vực nội thành Hà Nội phát tán tin nhắn nội dung trên đến 22 giờ ngày 30 tháng 10 khi Trần Văn Út đang thực hiện hành vi phát tán tin nhắn tại khu vực ngã tư Văn Phố Hà Đông thì bị lực lượng cảnh sát chức năng phát hiện kiểm tra, bắt giữ, thu giữ toàn bộ tăng vật. Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hà Đông đã tổ chức thực nghiệm, điều tra, làm việc với nhà mạng viễn thông, kiểm tra thiết bị, trạm BTS giả, phát sóng, xác định trong thời gian từ ngày 20 tháng 10 năm 2024 đến khi bị phát hiện, Trần Văn Út đã sử dụng thiết bị xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông Mobifone và Viettel, phát tán tin nhắn đến 389.494 thiết bị di động nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Ngày 31 tháng 10, cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tội xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông theo quy định tại điều 289 Bộ luật hình sự ra quyết định tạm giữ hình sự trần văn út để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án